Việt xin chào tất cả quý vị. Hiện tại Việt đang ở ngã tư Hàng Gai và Lương Văn Can. Buổi sáng nay là bây giờ Việt đi ghi hình 9 giờ sáng ngày 9 tháng 1 năm 2022. Hiện tại thủ đô Hà Nội bầu trời lại u ám rồi, quý cô chú ý chị và các bạn. Không khí lạnh lại tràn về thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ hiện tại bây giờ rơi vào khoảng 14 độ C. Rất lạnh. Trước màn hình quý vị và các bạn là đường Lương Văn Can. Hôm nay Việt sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn đi một vòng phố cổ để cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội mỗi ngày. Sau bao ngày nắng đẹp, bầu trời không khí đẹp thì thủ đô Hà Nội bữa nay thời tiết lại u ám. Và trước màn hình quý vị là những cửa hàng ở trên tuyến phố Hàng Gai. Rất nhiều cửa hàng không kinh doanh. Và Việt đã tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Mặc dù là sáng chủ nhật nhưng rất vắng bóng người, quý cô chú anh chị và các bạn. Thời tiết thì u ám xám xịt, không khí lạnh tràn về nên cảm giác rất lạnh. Nhiều người cũng ngại ra đường. Nhà hàng Thủy Tạ được đón khách rồi, một tín hiệu rất là vui đối với quận Hoàn Kiếm. Những hình ảnh ở bên Hồ Gươm, xin cô chú ý chị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt thì cho Việt một like cũng như là subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất về không khí đón xuân tại thủ đô Hà Nội. Quý cô chú anh chị và các bạn nhấn vào chuông và bấm rung chuông thì khi Việt xuất bản video, quý cô chú anh chị và các bạn sẽ nhận được những hình ảnh đón xuân mới nhất, sớm nhất tại thủ đô Hà Nội. Việt đang đi trên đường Lê Thái Tổ. Sáng chủ nhật vắng bóng người.
và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là ngã tư Tràng Thi, Hàng Khay, đường phố Bà Triệu và Lê Thái Tổ. Mời quý vị và các bạn đi sang tuyến phố Hàng Khay. Việt cũng cảm ơn một quý vị đã góp ý cho Việt là gọi quý vị và các bạn cho ngắn gọn, không rườm rà, nên là rất mong được quý vị thông cảm. Việt sẽ gọi là quý vị và các bạn. Đây là những hình ảnh ở trên tuyến phố Hàng Khay. Wow, các cửa hàng bỏ không kinh doanh rất nhiều quý vị. Và trước màn hình quý vị là ngã tư Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, và bên này là tuyến phố Hàng Bài. Bây giờ Việt đi là hơn 9 giờ sáng rồi, nhưng mà hầu như phố cổ rất vắng quý vị và các bạn. Xa xa mới thấy có một hai bạn trẻ đi dạo. Và trước màn hình quý vị là ngã tư Ngô Quyền và tuyến phố Tràng Tiền. Cổ vắng tanh như chùa Bát Anh quý cô chú anh chị và các bạn. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là nhà hát lớn. Thỉnh thoảng Việt có nói thêm quý cô chú anh chị và các bạn thì quý vị cũng thông cảm. Việt sẽ thay đổi dần dần, bởi vì bao nhiêu video Việt đã nói thành thói quen mất rồi. Mời quý vị cũng như các bạn đi sang tuyến phố Lý Thường Kiệt. Và qua video này Việt cũng gửi tới một quý vị
những hình ảnh tại ngã tư phố Quán Sứ và ngã tư Lý Thường Kiệt. Tất cả quý vị nhờ Việt ghi lại những hình ảnh tại các tuyến phố Việt đã lưu lại. Khi có thời điểm thích hợp, Việt sẽ gửi tới quý vị. Mong quý vị hãy thường xuyên theo dõi. Việt đang ở ngã tư Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh. Tới ngã tư Lý Thường Kiệt và Phan Chu Trinh, quý vị và các bạn, Việt sẽ rẽ phải vào tuyến phố Lý Thường Kiệt. Đường phố vắng người, chú chị và các bạn, các cửa hàng kinh doanh cũng hầu như cũng không kinh doanh nên là cảm giác đường phố vắng tanh. Và trước màn hình quý vị là ngã tư Ngô Quyền và tuyến phố Lý Thường Kiệt. Đây, đi một đoạn xa mới thấy hai bạn trẻ đang ở đi dạo. Hình như các nhà hàng được đón khách rồi, quý vị và các bạn. Ở trên quận Hoàn Kiếm thì thấy nhân viên nhà hàng cũng bắt đầu dọn dẹp. Việt đang ở ngã tư Hàng Bài và Lý Thường Kiệt. Wow, các tuyến phố vắng bóng người. Chúc mừng quý vị và các bạn là ngã tư phố Bà Triệu và Lý Thường Kiệt. Đây, ở đây có quán cà phê cũng đang là sửa chữa.
các cửa hàng to đẹp đều không có người kinh doanh. Quý cô chú anh chị và các bạn, Việt đang ở ngã tư tuyến phố Quang Trung và Lý Thường Kiệt. Đây Việt thấy có ngân hàng. Trong những ngày đại dịch thì Việt thấy một trong những nghề tài chính ngân hàng là phát triển nhất. Thu tiền đều đều quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là tuyến phố sách. Phố sách thì không bóng người rồi. Tôi thấy có hai anh bảo vệ. Là cô bán rau dạo. Việt đang ở ngã tư Nhà Hòa, Thợ Nhuộm và đường Lý Thường Kiệt quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là nhà tù của Pháp ngày xưa. Và trước màn hình quý vị và các bạn là ngôi chùa Quán Sứ. Đây là bên hông. Và Việt đã tới ngã tư Quán Sứ và Lý Thường Kiệt quý vị và các bạn. Ngay góc ngã tư là một nhà hàng, Việt thấy rất là phong cách, có màu sắc rực rỡ. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã cùng Việt đi cảm nhận cuộc sống thủ đô Hà Nội mỗi ngày. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn sức khỏe. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các clip tới của Việt. Chúc màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Quán Sứ và Lý Thường Kiệt. Ngay góc ngã tư là ngôi chùa Quán Sứ.